Vâng, kính thưa các quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp đã đến giờ chuẩn bị khai giảng. Kính mời các quý vị đồng nghiệp chúng ta ổn định chỗ ngồi để bắt đầu chúng ta có thể khai giảng. À, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ vũ văn giáp à, kính thưa giáo sư ca mottram à, đến từ mayo clinic à, kính thưa thạc sĩ vũ trần thiên quân à, hội hen miễn dịch tiếng dị lâm sàng thành phố hồ chí minh à, kính thưa toàn thể các à, quý vị đồng nghiệp à, ngày hôm nay thì à, trung tâm à, bệnh viện bạch mai à, kết hợp với hội hen miễn dịch tiếng dị lâm sàng thành phố hồ chí minh à, hội hốt việt nam và tổ chức khóa đào tạo về phế thân ký với giảng viên là giáo sư Camotrum đến từ Mayo Clinic rất là giáo sư Camotrum là người mà rất là có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực về thăm dò chức năng hô hấp và cũng đã đến Bạch Mai đến nay là lần thứ ba rồi để giúp cho chúng ta nâng cao kiến thức trong cập nhật chẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý hô hấp dựa trên cái việc mà thăm dò chức năng hô hấp. Sau đây thì để bắt đầu chương trình thì xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, giám đốc viện đào nghiên cứu và đào tạo y dược Bạch Mai sẽ lên phát biểu để khai mạc chương trình ạ. Xin trân trọng kính mời phó giáo sư Giáp. và kính thưa giáo sư Khanh à, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực à, chức năng hô hấp à, tham dò chức năng hô hấp à, của Mỹ của Mayo Clinic à, kính thưa bác à, sĩ Vũ Trần Thiên Quân hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh kính thưa các à, quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp đang à, tham dự trực tiếp tại hội trường của bệnh viện Bạch Mai cũng như là trực tuyến qua các cái điểm cầu thì hôm nay thì à, bệnh viện Bạch Mai hết sức là vui mừng đón chào trở lại cần một trăm một người mà đã cùng với chuyên ngành hô hấp của Việt Nam trong rất nhiều năm và với những cái cố gắng nỗ lực từ phía các chuyên gia trong lĩnh vực hô hấp cùng với sự giúp đỡ hết sức trí tình từ các đồng nghiệp các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực về hô hấp chúng ta đã biết được những phát triển vượt bậc của chuyên ngành hô hấp ở Việt Nam, à, chúng ta đã có những cái kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, chuyên sâu trong lĩnh vực hô hấp để chúng ta có thể là à, tiến kịp cũng như là à, hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới trong lĩnh vực về hô hấp. Về thăm dò chức năng hô hấp thì đây là một cái trụ cột không thể thiếu. Chúng ta biết rằng là để mà chẩn đoán được thì đối với chuyên ngành hô hấp chúng ta cần có à, nội soi à, chúng ta có cần có các cái phương pháp thăm dò chức năng hô hấp chúng ta cần có các cái phương tiện về chẩn đoán hình ảnh à, nếu như thiếu một trong các cái trụ cột chẩn đoán như vậy thì chúng ta sẽ thấy là hết sức khó khăn à, đặc biệt là các bệnh lý đường thở các bệnh lý về nhu mô các cái bệnh lý về tổn thương phổi kẽ à, những cái đánh giá về chức năng trao đổi khí còn rất rất nhiều điều mà nếu chúng ta không cập nhật thì chúng ta sẽ không thể nào chẩn đoán về các cái bệnh lý đường hô hấp được. À, do vậy mà hôm nay thì à, chúng ta cũng biết rằng là là ngày cuối tuần nhưng với cái tình cảm cũng như là cái à, tâm huyết đối với chuyên ngành à, thăm gia chức năng thì chúng ta thấy là Giáo sư Can 100 đã có mặt tại Hà Nội. À, xin à, quý vị một tràng pháo tay à, chào mừng Giáo sư Can 100. Chúng ta cũng à, rất là cảm ơn phó sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan là chủ tịch hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh và phó chủ tịch hội hô hấp Việt Nam là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực về hô hấp đặc biệt là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực về thăm dò chức năng. Thế và chúng tôi vẫn nhớ những cái hình ảnh mà cô Lan cùng với giáo sư Can 100 từ những ngày đầu khi mà cả nước chúng ta chỉ có vài cái máy đo chức năng hô hấp thôi. Thế nhưng với những cái bài giảng, với những cái kiến thức cập nhật và tất cả các cán bộ y tế trong lĩnh vực hô hấp đều nhận thấy cái tầm quan trọng của của, của thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh nhân hô hấp. Thế do vậy mà chúng ta cũng thấy rằng là đã có những phát triển vượt bậc thì phó sư tiến sĩ lê thị tuyết lan hôm nay vì điều kiện công việc không thể có mặt trực tiếp tại hội trường nhưng phó sư tuyết lan tham gia trực tuyến chúng ta cũng bày tỏ cái lòng cảm ơn đối với giáo sư ngô quý châu giáo sư châu hôm nay cũng tham gia trực tuyến vì điều kiện không thể tham gia trực tiếp tại hội trường được nhưng thầy châu cùng với cô lan thì chúng ta thấy rằng là các thầy cô đã dẫn dắt chuyên ngành hô phát triển như ngày hôm nay và với những cái hoạt động trong lĩnh vực hô hấp cả khối bệnh viện lẫn hội hô hấp Việt Nam mà giáo sư Ngô Quý Châu là chủ tịch hội thì chúng ta sẽ thấy rằng là chuyên ngành hô hấp đã phát triển một cách toàn diện chúng ta những thế hệ mai sau này được thừa hưởng được hưởng những cái thành quả mà các thế hệ cha anh các thầy cô phía trước cũng đã dày công xây dựng thì xin một lần nữa rất là cảm ơn thầy Châu, cảm ơn cô Lan và đặc biệt là giáo sư Can 100 là người bạn, người đồng nghiệp hết sức là thân thiết của Việt Nam trong nhiều năm qua đã đi về giữa Việt Nam và Mỹ và dành những cái tình cảm hết sức đặc biệt truyền những cái cảm hứng, truyền những cái kiến thức, những kinh nghiệm và thông qua đó thì chuyên ngành hô hấp đã được phát triển và bệnh nhân Việt Nam đã được hưởng lợi từ chính sách như vậy. À, tôi cũng có đôi lời đối với các cán bộ bác sĩ điều dưỡng chuyên ngành hô hấp. À, trong tương lai, à, chúng ta cũng biết rằng là từ những ngày đầu khi chúng ta còn rất sơ khai, chúng ta chưa có máy móc thiết bị, à, chúng ta chưa có cái điều kiện để mà hội nhập. Bây giờ chúng ta đã có những điều kiện để hội nhập, thì đề nghị à, chúng ta phải hết sức tập trung, hết sức cố gắng nỗ lực để mà chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể cập nhật các kiến thức, à, chúng ta sẽ không à, gọi là sử dụng điện thoại trong cái quá trình học như thế này để tập trung à, các bạn nghe được tiếng Anh thì phải tập trung nghe tiếng Anh để làm sao mà ta có thể hiểu được cái ngôn ngữ gốc mà giảng viên đã 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 đã, đã dày công chuẩn bị cái bài giảng nếu chúng ta không nghe được tiếng Anh thì chúng ta nghe cái phần phiên dịch của bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân là giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật đặc biệt là trong chuyên ngành hô hấp thì cũng hết sức là quan trọng nhưng à, các bạn cũng đây cũng là cái dịp để chúng ta hiểu thêm cái ngôn ngữ mới đúng không? Thế và để mà chúng ta cùng nhau nắm bắt được những cái nội dung mà giáo sư truyền đạt ngày hôm nay, vì vậy mà tôi đề nghị là các đại biểu chúng ta đã dành thời gian tham dự thì chúng ta tập trung cao độ để trong cái cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà giáo sư can mosham lưu tại hà nội thì chúng ta sẽ thu lượm được những kiến thức và thông qua đó chúng ta sẽ giúp được cho bệnh nhân chủ chúng ta được nhiều hơn về công tác tổ chức thì tôi cũng giao cho các cán bộ của trung tâm hô hấp tổ chức một cách chú đáo để làm sao mà lớp học uh, vận hành một cách hiệu quả. Uh, nhân dịp này, thì cũng xin uh, rất là cảm ơn bên uh, uh, công ty uh, đối tác cũng đã đồng hành cùng với hội hội, hội Việt Nam hội hen dị ứng miễn dịch uh, Lâm Sàng, Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các khóa đào tạo về chức năng hô hấp và hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ có nhiều thêm các hoạt động và thông qua đó thì uh, các cán bộ y tế được cập nhật. Đây là những cái thông tin cập nhật mới nhất thay vì chúng ta phải đi Mỹ học thì hôm nay giáo sư Kanmochan đã có mặt tại Việt Nam tại Hà Nội tại bệnh viện Bạch Mai để chúng ta có thể hỏi, chúng ta có thể lắng nghe, chúng ta có thể xem những cái vấn đề phát sinh những cái vấn đề cập nhật, những cái vấn đề mới mà giáo sư Kanmochan sẽ truyền tải ngày hôm nay. Thì thay mặt cho bệnh viện Bạch Mai, thay mặt cho hội hợp Việt Nam và thay mặt cho ban tổ chức giáo sư Châu và cô Lan thì xin uh, kính chúc giáo sư Can 100 luôn luôn mạnh khỏe và dành nhiều vẫn giữ cái ngọn lửa uh, nhiệt huyết với các đồng nghiệp Việt Nam uh, chúc giáo sư luôn luôn mạnh khỏe và sẽ uh, thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ uh, Việt Nam như là cái quê hương thứ hai uh, của giáo sư Can 100 là uh, giáo sư đang quay trở về nhà và giữ cái ngọn lửa và truyền những cái ngọn lửa đam mê đó đến các cái đồng nghiệp trẻ trong lĩnh vực hô hấp kính chúc sức khỏe của thầy Châu của cô Lan và các đồng nghiệp trong lĩnh vực hô hấp luôn luôn mạnh khỏe và cùng với nhau chúng ta sẽ tin quốc để xây dựng chuyên ngành hô hấp ngày càng phát triển và bệnh nhân sẽ được hưởng lợi xin trân trọng cảm ơn.